Ê, chú gà, chuẩn bị đồ đi học đi con. Sao vậy? Sao không chuẩn bị đồ đi học vậy? Trời ơi, cả nhà ơi, các bạn ơi, bữa nay chuột không chịu đi học, chuột xuống nằm đây, quấn mền nằm đây nè, không chịu đi học. Sao vậy con? Sao nói mẹ nghe? Hả? Sao vậy? Rồi, chùm mền giấu luôn rồi, trốn luôn rồi. Trời ơi. Các bạn coi nè, thấy chuột không? Không chịu đi học nè cả nhà. Không chịu đi học nè, mẹ kêu chụp mình trốn gì nè, không chịu đi học, bữa nay làm biếng, bữa nay làm biếng nhõng nhẽo nãy giờ kêu đi không chịu đi nè các bạn ơi. À, sao vậy con? Sao hồi sáng này con đòi đi học mà, hồi sáng sớm thì chui ra đó mẹ ơi, đi học nó chờ mẹ một chút xíu, mẹ chưa mới nó thức dậy nó mới năm mấy rồi cả nhà, gần 6 giờ mà đòi đi học rồi, nó kêu chờ mẹ xíu, mẹ còn làm nữa, mẹ đút nhang đút đồ nữa, mẹ thay đồ thay đạt rồi mới đi, mà giờ tới chừng quạo lên này nè nó. Giờ tới chừng quạo lên không chịu đi học. Bây giờ đi học không? Đi học đi rồi mẹ cho viên kẹo sô cô la. Ở đằng cặp á, giờ có đi không? Viên cặp với sô cô la rồi đồng tiền đó. Kẹo sô cô la đồng tiền và kẹo sô cô la dưa hấu. Bữa hôm bà cô cho mẹ bỏ trong cặp á, quên hả? Nha, vậy đi học ha. Rồi muốn đem đi thì đem, nhưng mà đem phải bỏ cho đàng hoàng rồi vậy đi. Vụ 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 mới chịu đi. Giờ có đi không? Hả? Đi thì vậy đi, tới cặp đi, đi lấy đi, đi đi lấy lấy, đi lấy đi, đi lấy kẹo đi, đi lấy kẹo đi, đừng đi học. Đi lấy kẹo bỏ vô cặp đi. Đi. Đi lẹ đi. Lẹ đi, mẹ thương ở trễ giờ rồi. Trời ơi, nằm lăn gì nè cả nhà, trên niệm không nằm mà nằm lăn dưới đất gì nè. Mà còn nằm dài với mẹ nè. Đi. Có đi không? Lấy kẹo không? Không lấy kẹo mẹ cho chị ba nha. Nha. Để cho chị ba hết cho con. Hả? Tí tí đi đi bạn cười kìa. Các bạn ơi, các bạn cười chuột nha. Các bạn đừng có thả like cho chuột nha. Đi 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 học giỏi đi các bạn, thả cho một like cho kiếm tiền uống sữa lại lên. Các bạn nhớ thả cho chuột một muốn like lên gì nè nha các bạn, không like dơ lên gì nè, rồi cho chuột mới đi học nha. Đi. Bây giờ có ăn kẹo không? Có đi lấy kẹo không? Đi, đi lấy kẹo đi. Trời ơi, lẹ lên. Để không hồi chị ba ra, chị ba lấy giờ. Đi đi. Đặt cái cặp á, đặt cái cặp mày bỏ trên đầu mới giặt á, đi đi. Lẹ lên, lấy bỏ vô cặp, lẹ lên. Đi đi lẹ đi, đi không người ta lấy hết giờ nè. Vụ vụ lấy được không? Sao con không đứng bên đây con lấy, đứng bên đây lấy nè cặp này nó bữa về quê lên, bữa về quê lên bà cô cho nó thấy chưa, bà cô cho rồi lấy bỏ vô cặp đi, rồi bỏ vô cặp đi, chiều về ăn nha. Bỏ cặp hết luôn hả? 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 Bỏ cặp hết hả? Bỏ cặp một 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 cục hai cục thôi. Bỏ vô cặp hết. Ờ trời, bỏ vô cặp hết luôn. Rồi con đừng có đè quá nghe, đè quá nó dẹp sô cô la nha. Rồi. Giỏi chưa? Giỏi chưa? Ừ rồi đồ bỏ, phải bỏ đồ vô chứ. Bỏ đồ vô rồi dẹp lát sô cô la sao? Vậy thì con bỏ sô cô la ngăn ngoài. Trời ơi, ông nhồi hết chưa, mình ta bỏ vô đàng hoàng chân, giờ bỏ ra bỏ vô nhồi rồi, rồi kéo cặp lại. Rồi kéo cặp lại. Kéo được không? Mệt ổng không? Sáng sáng phải dụ á. Dụ mới chịu đi đó chứ còn ở đây bữa nay biến nhầm là biến. Giỏi chưa? Kéo đàng hoàng lại. Muốn đi sửa đi học. Sửa hả? Hết sửa rồi, nhà hết sửa rồi con. Hết sửa rồi. Không phải, không có. Hết sữa rồi, chiều nay đi siêu thị mua nha. Chiều đi siêu thị mua hết sữa rồi. Ôi trời, kẹo được rồi, mai 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 mẹ mua sữa cho nha. Chiều chiều mẹ rước con đi học về rồi rồi mẹ mua sữa cho con đi học, mua đem sữa. Chứ giờ bữa nay hết sữa rồi sao? Giờ mấy hồi đi ra tiệm mua nha. Đi ra tiệm mua. Chứ bây giờ ở đây không còn sữa, nhà không còn sữa, hết sữa rồi. Thôi đi đi con, đi đi. Trời ơi, bữa nay trứng quá rồi. Rồi, rồi trứng không chịu đi học luôn rồi. Giờ không đem sô cô la phải không? Đã có sô cô la rồi mà giờ còn không mấy nữa là mẹ còn không mấy thì mẹ bỏ lại nha. Rồi mẹ bỏ sô cô la lại luôn. Bữa nay rồi đem sữa đem sô cô la nữa, mà bữa nay hết sữa rồi cả nhà. Nhà hết sữa không gài đi về quê. Đem mấy lốc sữa đi về quê uống uống hết rồi xong rồi lên đâu có mua đâu. Lẹ đi, trễ giờ rồi nghe, mẹ không có năn nỉ nữa nghe, đừng có để mẹ quạo nha. Đi.
sữa rồi con, mai mua. Đi. Đi. Rồi. Cái nón chuột đâu? Rồi kìa, coi buổi sáng kìa. Các bạn thấy chuột lì không các bạn? Có ai thương chuột nữa không? Có ai thương chuột không? Ông bà cô chú nghĩ thương chuột rồi. Nghĩ thương chuột, nghĩ xem video cho chuột luôn. Cho chuột không có tiền chuột uống sữa luôn. Giờ con đi học giỏi đi. Rồi 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 rồi. Chiều cái đầu mẹ rước con về, mẹ ghé siêu thị mẹ mua sữa cun cho con đúng không? Uống sữa cun hay uống sữa gì? Coi chuột hư, chuột chuột đổ chân nè, coi chuột nè. Bữa nay cả nhà thấy chuột hư không? Bà cô chú nghỉ thương rồi. Đi lẹ lên đi học, trễ giờ rồi, 7 giờ mấy rồi. Lẹ. Đừng có để mẹ giận. Đừng có phá cái quạt của mẹ hư. Đi vô quải cặp lên, lẹ lên. Bây giờ sao? Giận rồi đó. Bữa nay thấy chuột hư chưa? Nè, nón nè, đội lên. Giờ không năn nỉ nữa. Nãy giờ dụ chứ bây giờ là đánh đó. Đội nón lên liền. Lẹ đi con, bận bận đội nón lên ha. Đây, đội nón lên đi con, đội nón lên đi học, lẹ lên nha. Đi học lên có bạn chơi. Đi, đi, đi học đi, giỏi đi, đi học nha. Đội nón lên. Ôi, trời ơi, chuột giỏi lắm đó. Đi, đi học xong mà chiều mẹ mua sữa cho. Đi. Mẹ có một tay à, sao mẹ gại con kéo tiếp mẹ đây. Kéo tiếp mẹ đây, kéo đi mẹ dính đây. Lẹ lên, lẹ đi mà, giỏi mà. Lẹ đi, lẹ. Lẹ kéo lên. Kéo, kéo lại. Trời ơi, nó. Nó kéo à. Con đừng có dính đâu đó. Ừ, nó. Rồi, quải cặp đây. Đợi nó lại. Đi, thôi. Đi ra mang dép vô ha. Trời ơi, đi đi mà. Mệt không, bữa nay ông chuột trứng, ông chuột không chịu đi học, phải năn nỉ cả nhà ơi. Đi. Đó kiểu gì vậy? Đó kiểu gì vậy trời? Kéo ra, kéo ra. Rồi, đưa đầu vô. Rồi, ok. Rồi, quải cặp lên. Rồi, giỏi chưa? Nó giỏi rồi đó, chuột ngoan rồi đó. Rồi, chào các bạn, mình đi học đi. Rồi thưa ông bà cô chú mình đi học, thưa ông bà cô chú con đi học, phanh tay lại. Phanh tay lại. Rồi bye bye các bạn. Các bạn xem nhớ cho mình một like nhé. Nói rồi. Hả? Không nói hả? Nó giờ đi giờ đó. Rồi ra mang dép đi nha. Đi kiếm dép đi, mưa nó trôi dép hết trơn rồi. Có không? Có trôi không? Không. Rồi có một chiếc rồi đi lại mang xả nước rồi rửa đi. Kìa, mưa nước nó trôi với dép cả nhà.